ngã ngửa về trùm ngây. Loại rau được cho là thần dược trị bách bệnh. Rau trùm ngây từ khi du nhập vào Việt Nam đã được quảng cáo là loại rau thần dược với rất nhiều công dụng chữa bệnh. 1. Giá trị dinh dưỡng của trùm ngây. Trùm ngây là loại cây có thân tròn, lá kén lông chin, đối xứng 3 lần, có khoảng 6 đến 9 lá con hình trứng. Đây là loại cây có hoa, hoa giống hoa đậu, khi cây được 1 năm thì ra hoa. Quả trùm ngây cũng dạng nang treo, gần giống quả đậu đĩa, to bằng ngón tay cái, dài hơn 1 gang tay, khi non ăn rất ngon. Hạt trùm ngây cũng giống như hạt đậu, hình tròn, có màu đen, có thể sử dụng làm hạt giống trùm ngây để trồng. Khi sử dụng trùm ngây làm thực phẩm hoặc làm thuốc có thể tận dụng rất nhiều bộ phận như lá non, cành, hoa, quả. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng trong lá là cao hơn cả. Trong 100g lá trùm ngây chứa 51,7mg vitamin C, cao hơn gấp 7 lần so với cam. Ngoài ra nồng độ đạm cao gấp 2 lần sữa, lượng canxi cung cấp gấp 4 lần sữa, lượng kali cao gấp 4 lần chuối, lượng vitamin A cũng cao hơn hẳn so với cà rốt. Ngoài ra trong rễ trùm ngây cũng có một số hợp chất phenol, alkaloid có tác dụng hoạt huyết, tiêu viêm, giảm đau, thường dùng điều trị bệnh viêm nhiễm, máu huyết ứ tắc. 2. Tác dụng thực sự đến đâu? Ngay khi trùm ngây về Việt Nam, đã có nhiều lời đồn thổi về loại rau này như một loại thần có tác dụng chống suy dinh dưỡng, bổ sung canxi, lợi sữa, trị được rất nhiều bệnh như trị bệnh nan y như ung thư, u xơ tuyến tiền liệt, tiểu đường. Trong thực tế, trùm ngây được sử dụng như một loại rau ăn tại nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, khi về đến Việt Nam thì công dụng của chúng được thổi phồng lên rất nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Hòa Bình, trưởng bộ môn dược học cổ truyền, trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định trùm ngây mang ý nghĩa cây dinh dưỡng nhiều hơn là một cây thuốc chữa bệnh. Đồng thời, tuy các hàm lượng dinh dưỡng của trùm ngây như đạm, muối khoáng, vitamin, axit amin có khá cao nhưng giá trị dinh dưỡng của nó cũng không có gì đặc biệt so với các loại cây khác. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghị, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai, trùm ngây là loại cây tốt, có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng vẫn chắc chắn nó không phải là cây thuốc có tác dụng điều trị được mọi bệnh. Bác sĩ Nghị cũng khẳng định thêm rằng, không có cây thuốc nào có đủ khả năng chữa trị mọi bệnh tật. Cần lưu ý khi sử dụng trùm ngây làm thuốc, nhất là khi sử dụng rễ trùm ngây. Rễ cây trùm ngây có vị đắng, hơi cay, có tính nóng, có tác dụng hoạt huyết, hóa ứ, tiêu viêm, đặc biệt không dùng cho phụ nữ có thai, đặc biệt phụ nữ trong thời gian sinh đẻ. Nếu sử dụng trong 5 đến 7 ngày liên tục có thể gây sảy thai và vô sinh. Những lợi ích không ngờ của trái lê kima. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước những lợi ích bất ngờ từ trái lê kima, quả trứng gà, đối với sức khỏe. Trái lê kima hay còn gọi là quả trứng gà là loại quả quen thuộc đối với nhiều người. Ngoài giá trị dinh dưỡng ra, trái lê kima còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, hiệu quả tốt cho tim mạch. Quả lê kima giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, giúp kích thích hoạt động của hệ thần kinh hiệu quả, giúp làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và béo phì, cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Quả trứng gà có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, vitamin và khoáng chất dồi dào, thần dược trắng da. Việc ăn quả trứng gà thường xuyên sẽ giúp bạn có được sức khỏe dồi dào và làn da đẹp. Có thể dùng quả trứng gà để chế thành loại kem tắm trắng da hiệu quả, làm đẹp da. Trong quả trứng gà có chứa hàm lượng niacin, beta-carotene, sắt và nhiều chất xơ cũng như những thành phần chống oxy hóa cực mạnh cho da. Do đó, việc ăn quả trứng gà đều đặn sẽ giúp bạn có được làn da khỏe mạnh và săn chắc, chống lão hóa. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng quả lê kima có khả năng chống lão hóa và làm lành vết thương hiệu quả, chữa lành vết thương và chống viêm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất trong lê kima có công dụng chống viêm và làm lành vết thương nhanh chóng. Ngoài ra, chất có trong quả trứng gà còn có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo mô. Quả vàng dùng làm thuốc chữa bệnh. Cây vàng thuộc loại thân gỗ, cao 10 đến 15 mét, cành phát triển thành tán tròn, lá to mọc chụp ở đầu cành, hoa nhiều mọc ở nách lá, màu vàng, quả hình thoi, nhẵn, dẹp, hai bên có ria hẹp, dài 4 đến 5 cm, rộng 3 đến 4 cm, dày 1 đến 1,5 cm, cơm quả màu vàng đỏ, có xơ, nhân màu trắng chứa nhiều dầu, nhân và cơm quả chín ăn được. Quả vàng được dùng làm thuốc chữa bệnh.
Theo đông y, quả bàng có vị ngọt, tính ấm, tác dụng chữa hen, đi ngoài da máu, sâu răng. Cho dân gian hay sử dụng quả bàng để chữa một số bệnh như sau. Bài 1. Thuốc chữa bệnh đi ngoài da máu. Nhân hạt quả bàng 15g, rau diếp cá 10g, lá huyết dụ 10g, lá rau má 10g, lá mơ lông 8g, lá huyết dụ sao cháy, cùng các vị thuốc cho vào nồi với 500ml nước, đun sôi kỹ, chắt lấy 200ml nước đặc. Người bệnh chia 3 lần, mỗi lần uống 60ml nước thuốc trước bữa ăn, cần uống liền 3 đến 5 ngày. Bài 2. Thuốc chữa bệnh sâu răng. Quả bàng 80g, lá nhãn 50g, lá lốt 30g, mùi ăn 10g, mùi ăn rang vàng, các vị thuốc sấy khô, tất cả đem tán bột mịn. Người bệnh ngày bôi thuốc vào chỗ đau 3 đến 4 lần, mỗi lần bằng hạt ngô, cần bôi liền 3 đến 5 ngày. Chúc các bạn thành công.